là một nghệ sĩ tài danh nhưng tình duyên của nghệ sĩ Vũ Linh cũng không kém phần trắc trở. Mẹ chất đa tình của người nghệ sĩ, nên ông được không ít người thầm thương trộm nhớ. Tuy nhiên, những cuộc tình của ông lại thường sớm nở tối tàn. Khi còn là một kép hát tỉnh lẻ, Vũ Linh có mối tình sâu đậm với một cô gái xinh đẹp, con nhà giàu. Nhưng vì gia đình cô kịch liệt phản đối, chỉ vì ông là một nghệ sĩ, vậy là cả hai phải đành chia tay trong nước mắt. Quá đau khổ, Vũ Linh dấn thân vào con đường cờ bạc, lâm vào nợ nần. Và chính nghệ sĩ Diệu Hiền, người thầy mà ông hết lòng tôn kính, đã giúp ông thức tỉnh. Sau mối tình bị đứt gánh giữa đường, Vũ Linh chung sống với một cô gái gần nơi mà đoàn diễn đóng đô, khiến cô gái này mang bầu. Sau đó, cô gái này đã sinh cho Vũ Linh một cậu con trai giống ông Mì Nhờ Đúc. Nhưng phận đời không biết được chữ ngờ, đến khi 2-3 tuổi thì cậu bé bị động kinh nên sớm lìa xa ông, khiến Vũ Linh đau lòng, khóc hết nước mắt. Một thời gian sau, Vũ Linh bắt đầu hẹn hò với nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm và từng tính đến việc kết hôn, nhưng cuối cùng cả hai lại chia tay trong im lặng. Sau đó, Vũ Linh có trải qua một vài mối tình, nhưng duyên cũng chẳng thành. Cuối cùng, Vũ Linh đến với một người con gái, mà thông tin về cô ít ai được biết rõ. Cả hai có với nhau một cô con gái tên là Võ Thị Hồng Loan. Hai vợ chồng sớm chia tay nhau, Vũ Linh sống cùng với con gái. Vào thời điểm tiền của phúc lộc đầy nhà, thì Vũ Linh lại vùi mình vào những tiệc rượu say bí tỉ và những canh bạc có khi khiến anh thua trắng ba căn nhà. Những cuộc tình buồn nhiều hơn là vui. Nhưng Vũ Linh cũng biết dừng lại đúng lúc khi nhận ra đứa con gái cưng của mình bỏ nhà đi bụi. Vì thấy cha cứ bỏ nhà đi chơi, cha đi được thì con cũng đi. Thời điểm đó Vũ Linh như điên dại, chạy khắp nơi tìm con. Mẹ anh hay tin làm bệnh nặng và sau đó qua đời. Nghe anh tìm được con gái, đứng trước vong linh của mẹ, Vũ Linh thề là không bao giờ đụng đến lá bài nữa, như một cách chuộc lại những lỗi lầm trong cuộc đời của mình. Vũ Linh lấy công việc từ thiện làm niềm vui. Nghệ sĩ Vũ Linh không thích phô trương công việc của mình, nên anh chỉ làm từ thiện một cách âm thầm và tự nguyện. Anh sẵn sàng giúp đỡ bất kỳ nghệ sĩ nào có hoàn cảnh khó khăn và thiếu thốn tiền bạc. Bước qua những thăng trầm, Vũ Linh đã nghiệm ra một điều rằng cuộc sống luôn mang cho mình nhiều cơ hội. Con người cần làm việc có ích cho cộng đồng, đó sẽ là điều còn lại mãi với thời gian. Con gái Vũ Linh, Hồng Loan cũng đã kết hôn, và hiện nay Vũ Linh cũng đã có hai cháu ngoại, một bé trai và một bé gái. Đôi nét về tiểu sử của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Vũ Linh tên thật là Võ Hoàng Ngoan, sinh năm 1958 tại Chợ Lớn, thành phố Hồ Chí Minh. Năm 13 tuổi, Vũ Linh được gia đình cho anh học hát ở trường Văn Phát, sau chuyển qua học ca cổ với thầy Văn Vĩ. Năm 1972, ông theo đoàn hát Đồng Máu Hoa Thế Hệ đi lưu diễn ở các tỉnh. Một thời gian sau, về hát cho gánh hát Hoa Anh Đào Kim Trưởng và gặp được nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền và nghệ sĩ Trương Ánh Loan. Hai người này đã thương mến ông như con em trong nhà và tận tình chỉ dẫn. Trong suốt sự nghiệp hoạt động nghệ thuật của mình, Vũ Linh đã giành được nhiều giải thưởng danh giá, như năm 1991, đoạt huy chương vàng giải triển vọng Trần Hữu Trang. Năm 1995, đoạt huy chương vàng giải xuất sắc Trần Hữu Trang. Năm 1997, ông được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Tên tuổi của Vũ Linh gắn liền với nhiều vở cải lương nổi tiếng như Hòn Vọng Phu, Sủ Áo Bụi Đời, Bất Ngôn Đồ Đại Việt, Lương Sơn Bá. Ở Vũ Linh hội tụ đầy đủ các yếu tố của một ngôi sao sáng giá, gương mặt điển trai của một tài tử, dáng người cao ráo. Ở những năm huy hoàng của bộ môn nghệ thuật cải lương, thì cái tên Vũ Linh được nhắc đến như một ông hoàng. Ở thời điểm ấy, mỗi khi sân khấu nào có sự xuất hiện của Vũ Linh thì ở đó không còn chỗ trống. Đặc biệt khán giả còn dành cho ông những danh xưng mà nhiều nghệ sĩ ao ước là ông hoàng cải lương hồ quảng.